Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xe gia đình 8 chỗ Mercedes Vito ra giá 1,8 triệu đồng Việt Nam. Không sang trọng và đẳng cấp như V220. Mẫu xe được giới thiệu thị trường Việt Nam năm 2015. Vito Tourer 121 sẽ được hướng đến sự đa dụng đặc trưng của mẫu xe gia đình. Dự kiến Mercedes sẽ cho ra giới thiệu thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Về thiết kế tổng thể, Vito Tourer 121 trông khá giống như mẫu xe V220 được giới thiệu và phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của ngoại thất xe chính là thay đổi có khả năng mở cửa sau ở hai bên như V220, thì Vito lại chỉ mở được một bên duy nhất. Vito Tourer 121 sở hữu kích thước tổng thể gồm dài 5.140mm, rộng 1.928mm và cao 1.890mm. Trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm dàn pha dạng halogen, lưới tản nhiệt hai bên gắn logo ngôi sao ba cánh, bộ mâm đa chấu 17 inch, ngoại thất được sơn hai màu thay vì một màu đồng như chiếc V220. Nếu như khách hàng muốn nâng cấp cho xe cưng của mình, Mercedes cũng sẽ cung cấp một loạt tùy chọn có sẵn như cản trước sơn màu và thân xe giá 19 triệu đồng, đèn trước dạng LED thông minh giá 119 triệu đồng và cản trượt điện 59 triệu đồng, gương điều chỉnh điện 19 triệu đồng, mâm đúc đa chấu 17 inch giá 79 triệu đồng. Tiếng bên trong Vito Tourer 212 thực tế là một mẫu xe gia đình tầm trung thế hệ mới, tiêu chuẩn khá đơn giản, ghế ngồi được bọc vải, vô lăng trơn, hệ thống trang trí ô tô 10 với một màn hình LCD 3.5 inch kết hợp với cổng USB và thẻ cắm SD. Bảng điều khiển đồng hồ được làm hoàn toàn bằng nhựa, hệ thống hóa tự động, điều chỉnh khí điều hòa khí hậu bán tự động cho trước và sau. Tuy nhiên, đây là một mẫu xe gia đình rất thực dụng bởi thiết kế cho tới 8 chỗ ngồi rộng rãi. Cụ thể, ở phía sau ghế lái và ghế phụ thông thường, trong khi ghế phía sau ở hàng ghế thứ hai mỗi hàng có 3 chỗ ngồi. Ghế ngồi cạnh cửa hàng thứ hai có khả năng gấp xuống và tháo rời rộng rãi cho khách hàng bước vào hàng ghế thứ ba. Nếu muốn sở hữu một ghế điện trước và ghế phụ điều chỉnh, người mua phải bỏ thêm 189 triệu đồng. Trong phiên bản tùy chọn này, trang bị trong chiếc Mercedes Vito Tourer 121 là khối động cơ i4 2.0 lít, có khả năng sinh công suất 211 mã lực tại mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.200 cho đến 4.000 vòng một phút, kết hợp với hộp số tự động 7G Touring. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 210 km/h, tiêu hao nhiên liệu trung bình ở mức 89 lít cho 100 cây số. Trang bị công nghệ an toàn cho xe bao gồm Eco Startup tự động tắt động cơ tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ hành trình ngang dọc, cảnh báo mất tập trung, túi khí cho hàng ghế trước, đèn pha ADAS nhấp nháy khi phanh gấp. Cảm ơn việc theo dõi clip này, hẹn lại video kế tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.